Ireland Contest là cuộc thi thường niên được Đại sứ quán Ireland tại Việt Nam phối hợp với Education in Ireland Việt Nam tổ chức. Cùng với sự hỗ trợ của nhóm Friends of Ireland in Việt Nam và CSDS nhằm tạo điều kiện cho các bạn trẻ Việt Nam có cơ hội tiếp xúc và học hỏi về đất nước, con người, nền văn hóa, giáo dục Ireland. Qua đó khơi gợi, tạo cảm hứng để các bạn sáng tạo và thể hiện cảm xúc của chính mình. Năm nay, Ireland Contest đã quay trở lại với chủ đề Sáng tạo cùng Ireland. Không những có cơ hội nhận được những phần thưởng hấp dẫn, người tham gia còn có cơ hội được nhận giấy chứng nhận từ Đại sứ quán Ireland. Nếu bạn là công dân Việt Nam với độ tuổi từ 18 trở lên, đang sinh sống, học tập và làm việc trên lãnh thổ Việt Nam, bạn hoàn toàn có thể tham gia bằng cách gửi bài viết theo đề tài cho sẵn về cho chương trình. Cuộc thi đã bắt đầu khởi động từ ngày 17 tháng 4, vòng 1 sẽ kết thúc vào 16 giờ ngày 22 tháng 5 năm 2020. Để tìm hiểu thông tin chi tiết về chương trình, vui lòng truy cập website www.islandinvietnam.com.